はい、皆さんこんばんは。Chúng ta lại tiếp tục với hôm nay chúng ta sẽ đến với đề số 3 cho cuốn 20 ngày sinh cùng là 3 bao phần phần Moji Goi và phần Vương Po. Từ vựng đúng không ạ? Từ ngữ pháp. Đấy, nào ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với hôm trước là mình đã chữa phần Moji Goi cùng các bạn rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ sang với môn đai 6 là liên quan đến phần ngữ pháp nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với câu 36 nhá. Đúng không ạ? Đó, dừng thi thì kệ dừng thi, còn việc mình cứ học, đúng không? Đấy, thế là có thể là tháng 12 mình thi thẳng lên đầu 2 luôn, đúng không ạ? Tawaga-san wa majime dakara nani nani jugyo yasume nai. Đúng không? Anh này là anh Điền Điền Xuyên, tên rất hay nhỉ. Đúng rồi, chúng ta sẽ có một vài cái mẫu liên quan đúng không? Đây chúng ta sẽ có nhá. Bạn này bạn rất là người rất là nghiêm túc, thế nên là đây không nghỉ buổi học nào đúng không? Jiu kiểu Yasuma này. Đúng ạ? Vậy đáp án chúng ta sẽ đi với những cái mẫu câu mà liên quan đến là gì nhỉ? Là đi với thể nai, mình sẽ liệt kê một loạt cho các bạn nhé. Kesite cũng đi với nai các bạn nhé. Kesite là quyết không cái gì đó. Đấy, kesite wasure nai. Đấy, một số cái mẫu câu đi với nai chẳng hạn đúng không? Rồi thì sukoshimo đúng không? Đó, một chút cũng không. Đúng không? Rồi gì nhỉ? Taiste, đúng không? Taiste, đúng không? Đó, so desu na. Đó. Taiste thì là gì các bạn nhỉ? So desu na. Taiste như liệu là không mấy đâu rồi ta? Đấy, đúng không ạ? Đấy, một loạt những mẫu câu mà đi thường thường sẽ đi với nai các bạn nhé. Thì mình sẽ cố gắng là liệt kê cho các bạn và để các bạn có thể hình dung nhớ dần, đúng không ạ? Minasan ii desu ka? Mọi người hãy comment đi nào. Tai se to ka desu ne. So nani mattaku, đúng rồi, đúng không? Đấy, có từ mattaku chẳng hạn này. Mattaku cũng đi với nai các bạn nhé. Đó, một vài cái mẫu câu mà hay đi với thể nai thì các bạn cố gắng ghi nhớ để chúng ta cứ nhìn đến những cái này là mình hãy nghĩ nai sau. Và ngoài ra sẽ có cả metani desu ne, đúng không? Chính xác đây, nó sẽ là metani. Hiếm khi nhưng mà hầu như là không bao giờ luôn nhé. Đâu rồi ta? Ides có, đúng rồi, vậy nó sẽ là đáp án số 4 các bạn nhé. Matsu cũng như kiểu dần dần nhưng mà nó sẽ là tốc độ mạnh ấy, như kiểu cơn gió dần dần mạnh lên chẳng hạn. Matsu kaze ga tsuyoku naru thì thường thường đằng sau nó hay đi với dạng naru, nó hay với sự biến chuyển các bạn nhé. Naru để xíu. Itai thường thường đi đằng sau với cả, đúng không? Không hiểu sao mà cái gì đó đúng không? Itai nani ka, itai no ka, không hiểu có đang muốn nói gì nữa đúng không? Itai nani o shite được đâu cả, đúng không? Đà đồ cả. Đấy, kiểu thế, không hiểu là cậu đang định làm gì nữa, đúng không? Itai desu. Karasu thì là nhất định, chắc chắn, nó đưa ra những phán đoán, đúng không? Kiểu như mất định bạn sẽ làm gì chẳng hạn, thì nó có nhiều đuôi câu đằng sau nhá. Thì đây sẽ là đáp số 4. Đó, nên chúng ta sẽ, mình ngoài cái việc chốt phương án thì mình cố gắng là những cái đáp án người ta, những phương án còn lại người ta đưa ra thì mình sẽ giải thích một chút nhá. Chúng ta quay trở lại câu 37 nhá. Hey, minasan arigato. Hay zettai ni, à có zettai ni này đúng không? Tochiu de akirameru nani nani saigo made hashiru jo desu ne, hashiru jo desu ne. Jo là như kiểu là jo hay dùng kiểu nhé đúng không? Lại kiểu thế, những cái hậu tố đứng cuối câu các bạn nhé. Chúng ta có từ zettai ni tuyệt đối đúng không? Và zettai ni thường đi với dạng nai đúng không? Tuyệt đối không đúng không? Đó, và mẫu câu nào để thể hiện cái việc gì không này các bạn nhỉ? Bỏ dở giữa chừng nhá. Tochiu de akirameru, akirameru là bỏ dở, là kiểu như từ bỏ đấy đúng không? Đấy chính xác. Thay với say gỗ mà đấy đúng không? Bên kia sửa được vô. Đấy, không phải hạt si được đấy nhá. Đúng không? Ides có 37 đáp án mong cả, chính xác đúng không? Mong cả để chịu đúng không? Akirame được mong cả đúng không? Làm gì cũng có chuyện đúng không? Đấy, không thể nào mà đúng không? Kiểu như vậy các bạn nhá. Đó sẽ là cái tố mong cả để chịu đúng không? Mong cả là cái mẫu câu bằng với mong cả để xác đúng không? Nhất định không thế nào đó các bạn nhá. Đó, hoặc là với những câu là cái cửa hàng này mà không ngon chẳng hạn đúng không? Số đẹp này ví dụ như là ni độ tô ít cơ mô cả. Đấy, rất hay mình hay dành dùng cái đó. Ni độ đẹp này, ni độ tô ít cơ mô cả. Đúng không? Không bao giờ đi lần thứ hai đúng không? Hay ni độ đẹp này, ni độ tô ít cơ mô mô cả, hoặc là mono cả nó chỉ là môi đẹp xỉu đúng không? Ngoài ra có dạng khác là mono cả các bạn nhé. Mono cả. Chà, đó. Còn cô tô cả hạn hiểu biết mấy đúng không? Cô tô đà để xè là như là yêu cầu làm cũng làm cái gì đó. Mono đà như kiểu là gì đó, là một cái điều nó là sự việc như này này, cái kiểu thế đúng không? Mono đà để xéo đúng không ạ? Rồi chị nghĩ bây giờ để sang câu 38 chưa?
Anata no kimuchi mo wadaranai nani nani ga. Đấy, như mình vừa giải thích lúc nãy đúng không? Câu này là gì đây? Cái cảm giác của bạn không phải là tôi không hiểu, thế nhưng mà cãi nhau thì là không tốt đâu, đúng không ạ? Đấy, cảm giác của em đúng không? Không phải là anh không hiểu cảm giác của em, thế nhưng mà chúng mình cứ cãi nhau thì chả hay thế nào, đúng không ạ? Kotoganai. Có một mẫu câu nói về là không phải là không, đúng không, như kiểu không phải là không ăn được, chẳng qua là mình không thích thôi, hiểu không ạ? Tabe rare nai koto wa nai desu ne, eto nai ga desu ne, naka suki de wa nai desu ne, đúng không ạ? Đó sẽ là eto koto wa nai, như nó là wa nai các bạn nhé, hiểu không ạ? Đấy, chứ không phải là gà này, đúng không? Cái việc này không phải là không, đúng không? Đấy, thế nhưng mà đây là gà desu yo, dame desu, đúng không ạ? Đấy mà kimochi mo, cái cảm giác của bạn cũng không phải là tôi không hiểu được, lại thêm cả cái nữa này là có từ là sao, kimochi mo đó các bạn này. Ồ, sao nhiều bạn chọn hai thế nhỉ, lại có bạn chọn một đúng không? Câu hai không đúng rồi. Hô độ đếm bộ này đến cái mức không, ngay cả không phải là không, không ngay cả đến cái mức của hô độ, nói chung là đến mức gì đấy đúng không, chỗ này mình chả biết dịch như nào đúng không. Hô độ đếm bộ này arimasen desu yo, đúng rồi đấy, câu này không đúng nhá. Mơ để mố này thì cũng không đúng nốt, và nó sẽ là photo mố này, và là quá nay cũng được, như đằng này có kimochi mố, tức là cái trước thì có thể là anh cũng hiểu rồi này đúng không, và ngay cả cái này cảm giác của em cũng không phải là anh không hiểu đúng không, nhưng mà anh biết rằng là gì đây, cãi nhau thì là không tốt đúng không. Số đẹp xét là vậy, là cô tô mố này các bạn nhé. Để tôi sang ju hachi bằng đẹp này, no cô tai wa san bằng đẹp, nhớ nhá. Chính xác là nhớ nhá, cô tô mùa này với các bạn rất dễ nhầm, cô tô gán này đúng không, thì được như này, cô tô gán này là mê đẹp xỉu đúng không ạ. Chị nghe câu 39 nào. Cô nô gà cô đều á, mai này chi nô kiêu sơ cự, thà bê rự, thà bê mô nô nô cô tô, mà năn đề rự, mà năn đề rự, mà năn bi mát đúng không. Kiêu sơ cự như kiểu trường người ta cung cấp cho các học sinh từng suất ăn đấy đúng không, thì gọi kiêu sơ cự, chữ cấp với cả chữ, chữ thực đúng không. Đấy, các suất ăn được cấp, được phát cho các học viên ấy, các sinh viên chẳng hạn đúng không ạ? Đúng rồi, nay cô tô món này đúng không, cũng không phải là không hiểu cái cảm giác của em, nhưng mà chúng ta mà cứ cãi nhau thế này thì chả hay thế nào đúng không ạ? Dạ, chứ ở cái trường này đúng không, đấy việc cái suất ăn hàng ngày thì chúng ta đang học thêm, học cả về đồ ăn nữa, cái này, dinh dưỡng kia, và nhóm chất nào, nhóm chất này, chất kia chẳng hạn đúng không, thì nó sẽ là cái nào đây nhỉ? Đã ăn rồi xong lại còn học thêm cả cái khác nữa đúng không? Hey, minasan, đá kê đê nắc cửa, không chỉ cái này, không phải không chỉ mà còn cả cái này cũng nữa cơ, thì mới là như thế các bạn nhé. Mà đây là kyu suất cự, mà liên quan đến siêu số đằng sau lại còn thabe mono, nó vẫn liên quan đến nhau mà đúng không, nên là không phải đá kê đê nắc cự đâu các bạn nhé, mà nó sẽ là otoshite, otoshite, thông qua những cái bữa ăn đấy thì mình còn học về cái này cái kia nữa, otoshite các bạn nhé. Còn đấy, thông qua nhờ bằng cái phương thức cách thức của đấy, thông qua cái này cái kia thì người ta có mẫu câu otoshite các bạn nhé, các bạn đó, thông qua âm Hán Việt là chữ thông này đúng không, đó, thông qua những bữa ăn hàng ngày cung cấp cho học viên cái thứ chẳng hạn đấy, thì chúng ta cũng đang được học cả về đồ ăn nữa, về nhóm chất, về dinh dưỡng cái gì đó chẳng hạn đúng không. Chính xác, nó chữ thông là thông qua luôn đấy, mình học từ vựng, mình học ngữ pháp đôi khi mình có hay học hay kiểu đúng xuất phát là từ vựng luôn đấy, chữ Hán là thông đúng không. Đấy, tức là như thế này luôn, tame là vì đúng không, ok, vì hoặc là có thể để gì đó, dame desu. Kawate xuất phát là từ kawarimasu, là thay thế cho đúng không, đổi lại, thay thế cho đúng không, đấy kiểu thế, thì nó sẽ là kawate ni kawate. Câu số 40 nào. Đấy, kyou wa samui desu ne, ai suki ryoko wa itsu ni narimashita ka, hôm nay lạnh đấy nhỉ, à mà này đúng không, à mà này đấy kiểu thế đúng không, cái cuộc du lịch trượt tuyết ấy nhỉ, bao giờ ấy nhỉ, đấy, hôm nay lạnh đấy nhỉ, à mà này tớ bảo này đúng không, đấy kiểu thế, vậy nó sẽ là cái nào các bạn nhỉ? Số cô đấy, thế nên là, và đằng sau sẽ đưa ra một cách giải quyết từ cái nguyên nhân lý do ở phía trước nhé, sẽ đưa ra số cô đấy, nó khác với cả số đấy, nó chỉ dẫn đến một kết quả tự nhiên thôi, còn số cô đấy thường thường đằng sau là một cách giải quyết nào đó nhá. Nha, chingi đúng không, tiếp theo toku đồ gà, thì đây gà thì là nhưng, shikashi cũng là nhưng đúng không, và đây chính là toku đồ đấy đúng không, toku đồ đấy nhân tiện đây, trong sơ cấp bạn hay học từ toku đồ nhân tiện đúng không, thì mình có thể mình rất ít khi kiểu dịch nghĩa chính xác tiếng Việt cho các bạn, mà đặt trong ngữ cảnh câu ấy, à mà này, à tớ bảo này đúng không, mà này đấy kiểu thế đúng không, không biết là cái cuộc chuyến đi du lịch trượt tuyết bao giờ ấy nhỉ đúng không ạ. Đấy thì nó sẽ là bài số 2 nhé, toko đồ đấy nhân tiện đây cũng được, hoặc là chúng ta có những cách khác, à này đúng không, kiểu như vậy nhá.
Rồi tiếp theo là kono point to kado wa thu thêm để một đúng không? Đó, point to kado như kiểu những cái phiếu tích điểm mà, đúng không? Point to kado để snack. Đúng không? Có point to kado để chiếu. Thu thêm, chúng ta có rất nhiều những cái từ liên quan tô là cửa hàng này, tô xạ này, đúng không? Đó, công ty chúng tôi này, tô cô, có từ này không ta? Đó, trường chúng tôi có thứ chẳng hạn đúng không? Đó là sẽ có những cái dạng từ nhóm chữ đương này các bạn nhé. Ok chưa? Vậy chúng ta sẽ có cái nào đây ạ? Đấy, cái phiếu giảm giá này thì ngay cả đúng không? Ở cái cửa hàng này cũng sẽ được sử dụng đúng không? Có từ Ryoshima đúng không? Như trong trường hợp này nó được chia ra các dạng liên quan đến tổ kính ngữ và khiêm nhường ngữ đúng không ạ? Vậy trong trường hợp này sẽ dùng cái nào? Ok, rất nhiều người bạn chọn số 1 đúng không? Chính xác, Goryeo Itakemasu đúng không? Cũng có thể được sử dụng. Nó chính là một cái dạng khác đúng không? Dạng khiêm nhường. Đó, khiêm nhường đôi ta số snack của Itakemasu bằng với Moraemasu các bạn nhé. Moraemasu. Nhìn thấy chưa? Moraemasu. Đó, nhận được. Đó, chúng tôi cũng sẽ nhận được cái sự sử dụng của ngài ở cái cửa hàng này. Đấy kiểu thế đúng không? Đó là tôi nhận được đứng từ phía mình được hơi khiêm nhường một chút thì thay bằng moraimasu bằng itadakimasu. Đây cũng là một dạng kính ngữ nhưng mà nhìn từ hướng người kia nó bằng kuremasu ấy, kudasaimasu và kuremasu thì là anh chị sử dụng, thế nhưng mà trong ngữ cảnh là cái này tôi sẽ nhận được sự sử dụng từ phía anh phía chị các quý khách đấy. Thế nên đáp án chính xác là số 1 nhá. Kudasarimasu thì không đúng rồi. Saretemasu cũng không đúng các bạn nhá. Đúng không ạ? Cái này cũng là một dạng kính ngữ tuy nhiên không có go về trước. Mà chỉ là ví dụ như là Iyosaremasu thì có tạm chấp nhận được đúng không? Thế nhưng mà trong ngữ cảnh này chính xác nhất sẽ là phương án số 1. Câu 1 sao nhiều bạn chọn hai thế đúng không? Một với hai thì thường thường nó vẫn là dạng giống nhau đúng không ạ? Tuy nhiên là trong trường hợp mà chúng ta đây là chúng ta nhìn từ hai điểm khác nhau thôi. Một cái là tôi sẽ nhận được sự sử dụng từ anh chị đúng không ạ? Đó từ quý khách, vậy nó sẽ là itadakimasu. Thực ra là itadakimasu đúng không? Biến đổi tăng thể khả năng nó sẽ là itadakimasu. Đó ạ. Còn đây là gì? Anh chị sẽ dùng đúng không? Chứ đứng từ vị trí khách hàng như đây mình kiểu khiêm nhường xuống chứ không phải đơn giản là diễn tả cái hành động người ta nhá. Nên đáp án sẽ là số 1 ạ. Câu 42 Atarashi shigoto wa taihen na nani nani taihen da ga nan toka yatte iru. Nan toka như kiểu bằng cách nào đấy đúng không? Đó. Hoặc là làm thế nào đó không hiểu sao đấy mà và vẫn đang tiến hành nó. Cái công việc mới mà vất thì vất thật đấy đúng không? Đây chúng ta có mẫu câu diễn tả về lặp lại hai lần cái động từ hoặc một cái tính từ nào đấy để diễn tả là việc này thì cũng có rồi đấy, cái này thì đúng thật đấy, thế nhưng mà luôn luôn đi với dạng cờ snack đúng không ạ? Câu 42 đáp án gì đấy nhở? Hay tố ni bằng desu cho tôi mà thế đúng rồi, chính xác mẫu câu tố nani nani koto wa nani nani da ga. Và ví dụ như là yonda desu ne hay yonda koto wa yoimashita ga zenzen wakaranai desu ne, đọc đọc rồi đấy nhưng mà chả hiểu gì đúng không? Và ví dụ mà có lẽ lạ thế nhở, benkyou shita koto wa benkyou shita ga desu ne hay zenbu wasurechatta nhưng mà quên sạch rồi đúng không? Đúng rồi đấy, mình vừa nói xong học thì cũng học rồi đấy, hoặc là cái điện thoại tiện thì cũng tiện thật đấy, thế nhưng mà đúng không, cũng nhiều vấn đề lắm đúng không? Đấy vất thì vất thật đấy, nên là cách nào nếu mà tôi vẫn đang tiến hành ở đây đúng không? Ok, sẽ là koto á, nó là thay cái trợ từ đằng sau là koto ni koto dashi koto de dame desu ne, không liên quan nhé. Câu 43 nào, ryu gaku shidai no tanoshikatta keiken wa nani nani omoide omoide da, ở đây là omoide danh từ bạn nhá. Câu 42, 43, mình thấy bạn Vương Phạm này đã chọn từ này phương án số 1. Các bạn khác mới comment câu số 2, 42 thôi. Bạn Tường Anh chọn phương án số 2, không biết là thế nào nhỉ? À, đúng rồi đấy, Nikui, đúng không? Có bạn chọn 1, có bạn chọn 2, có bạn chọn 3. Ok, bỏ giá suy nhá. Đúng không? Giá suy là dễ rồi, và đây là không thể dễ quên được đúng không? Những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm rất là vui vẻ thời đi du học đúng không? Nó là những kỷ niệm mà không thể nào quên đúng không ạ? Đó. Nikui thì thường như kiểu là tabe nikui, chúng ta học trong bài 44 giáo trình Mina thì vậy đúng không? Đó, đúng rồi. Tabe nikui. Đó, nikui, đấy nhá. Đó. Rồi hoặc là nomi nikui. Đó, như kiểu cái bánh quá to mình ngã há to mồm, ôi khó ăn thế, mà nó cứng rồi, ôi sao mà khó ăn thế. Nói về tính chất của nó, đúng không? Xuất phát từ những yếu tố khách quan bên ngoài xong nó tác động đến mình. Vì cái bánh quá to, cái bánh quá cứng mình không thể ăn được. Đúng không? Đấy, thuốc quá đắng nên là khó uống kiểu kiểu thế, đúng không? Và những cái tính từ nói về tính chất của nó như là ware nikui. Nhờ, đúng không? Nikui desu, đúng không? Nikui. Ra
đấy, khó vỡ này, tính chất của dây khó vỡ đúng không, dễ trơn trượt đúng không, rồi khó cái gì đấy chẳng hạn đúng không, đấy mới là nikui các bạn nhá, đúng không? Nên câu số 1 không đúng đâu. Zurai đúng không, zurai thực ra nó xuất phát từ churai. Đó, churai là đau khổ khó khăn đấy đúng không, thì khi mà ghép với một động từ bỏ mắt sự đi nó biến thành zurai, thì thường thường nó sẽ là dạng như kiểu là izurai, những cái điều làm cho mình kiểu không thoải mái cho lắm ấy, ví dụ như là izurai đúng không, khó nói đúng không, những cái điều này nói ra kiểu vấn đề nó hơi nhạy cảm tí, nói ra ngại lắm đúng không, izurai đúng không, thì nó sẽ là cái phương án zurai. Hoặc là mizurai đúng không, đấy chữ trên bảng nó bé quá chả hạn, thấy khó nhìn một sư ra đúng không, sẽ là mizurai để xỉu đúng không, nó làm cho mình cảm thấy không thoải mái ấy, đúng không, nó gây ra trạng thái cho mình komaru các bạn nhá, đúng không, muzu nani nani koto wa muzukashiku te naka komaru, nó làm cái việc gì đấy khó mà nó gây cho mình cái kiểu cảm giác bực mình khó chịu không thoải mái nữa các bạn nhá, đúng không, thì nó sẽ là zurai. Còn đáp án chính xác trong câu này nó phải dùng từ đó là eto gatai desu, đúng không, gatai thì nó là những cái liên quan đến việc nó khó và gần như là không thể làm được cái điều đấy luôn ấy, đúng không ạ, đó thì nó sẽ là gatai. Thực ra chữ này nó xuất phát từ từ nào nhỉ, gatai, gatai còn đâu, nó chính là cái từ này đấy, xuất phát từ này cũng là chữ khó, chữ nan nên đúng không, đó khó khăn cái việc cái đó các bạn nhá, thế nhưng mà gần như là đến mức không thể làm được cái đó, mà thường mang chữ tâm lý thì nhiều hơn đúng không, đấy như kiểu là có cụm từ rất hay dùng đúng không ạ, đó là kiểu xin là cả xin gì để nét để tổ gạt tay để nét đó, không thể tin nổi đúng không, đấy đấy gần đến mức thì không thể luôn ấy. Thế nên những trải nghiệm vui đấy tôi không thể nào quên được, những thứ mà tôi khó quên không thể nào quên đó chứ ạ, đó xin gì gạt tay để nét hoặc là gì đấy wasure gạt tay để xỉu. Rồi đáp án chính xác phải đáp án số 2 các bạn nhé, ôi nhiều bạn chọn 1 với 3 quá đấy, mình mải mê mình giải thích thì hy vọng các bạn đã hiểu nhá. Hay arigato gozaimasu dakotai wa niban desu. Đó, nikui, gatai và zurai về cơ bản là giống nhau, đều dịch là khó làm cái gì đó. Nhưng đây là xuất phát từ cái ngoại cảnh khách quan đúng không? Và kiểu là tính chất thì chính xác hơn đúng không ạ? Đấy, tabe nikui, ware nikui đã bắt gặp rất là nhiều trong phần bài 44 của giáo trình Mina đúng không? Đó, còn zurai thì cũng kiểu như là hai cái từ rất hay dùng là izurai, là cả mizurai, khó nói, khó nhìn và gây cho mình cảm giác không thoải mái. Đúng không, cái vấn đề này nhạy cảm cho những lời mà tỏ tình ấy, trời ơi sao mà khó nói thế, nói sao ngại lắm mà nói ra cuối cùng lại hết thành bạn luôn ấy, đúng không, sẽ là izurai đó chứ ạ. N2 với N3 chỉ mang chất tương đối thôi nhá, đúng không, chứ về đi thi bởi ức câu này N2 ứ làm đâu đúng không, đó chả liên quan đúng không, và các bạn học có phải dừng lại N3 đâu, mình có cả N2 nữa mà đúng không, thế nên là chúng ta cứ tiếp nhận những kiến thức này nhá, vài lần sẽ là nhớ nhá. N nào kệ nó. Ai bảo gatai, nhưng mình có nhớ có trong đâu, trong sách nào có gatai nhỉ? Zurai với cả nikui là có trong Shinagaze này, đúng không ạ? Đó, còn gatai mình có nhớ cũng sách nào mình đã từng xem rồi ạ? Có đấy nhá, mà không có thì chúng ta học có gì đâu, đúng không ạ? Đây, nó có trong sách N3 thì mình làm thôi, đúng không? Bây giờ bảo là nó N2 em cứ làm đâu, không khoanh luôn, đúng không? Đó, em phải thử tính điểm, cộng điểm cho em câu này nó N2 đấy, ngồi đấy mà cãi nhỉ? Nikui là vật lý, đúng rồi, gatai là tâm lý, đúng rồi. Chính xác. Ai so yachigi yonju yon ban. Oisa san kara wa kenko shindan no kekka saiken mo saiken sa mo aru to naka iwareru desu ne. Các bạn ơi, đúng không? Bác sĩ bảo thế nào đấy, cái kết quả của cuộc khám sức khỏe các bạn nhé. Hay kenko shindan thì có những trường hợp sẽ phải tái khám này, saiken sa, đúng không? Đó, tái khám thì tái khám cho dễ nhé. Đấy, bị nói rằng sẽ có những trường hợp bị tái khám đấy, tức là không phải trường hợp nào sẽ bị tái khám nhở, mà đây cô tô mua được này đúng không, sai kem mua được, tức là có trường hợp này sẽ bị tái khám đúng không ạ. Ní cà kê tê quá đúng không, thực ra ní cà kê tê trong mẫu câu khà là ní cà kê tê, từ khoảng thời gian hay khoảng cách nào đến chỗ nào đấy nhưng mang chất tương đối. Hoặc ní cà kê tê còn mang một nghĩa nữa là xét về, nó liên quan về cái mặt nào đấy đúng không, đấy ví dụ như anh ta về mặt thể thao rất là giỏi chẳng hạn đúng không, sport ni cà kê tê quá jozu desu umai desu, kiểu kiểu thế sẽ là nikakete, về riêng một mặt ở đó, một lĩnh vực ở đó nikakete. Nitaise xuất phát từ taishimasu đây đúng không, taishite đây nó là chữ đối thì có hai nghĩa là đối với, là kiểu đối với cấp trên, đối với sensei làm cái gì đó, gồm cái hành động, cái đối tượng của mình, ở cái thái độ của mình đối với ai đó. Hoặc là đối nghịch đúng không, so sánh giữa hai sự vật khác nhau, chỗ này thằng anh trai thế này, đứa em gái thì thế kia chẳng hạn đúng không, so sánh hai người đối với trái ngược nhau thì nó sẽ là taishite. Nichi đây là về cái gì đó, đằng sau sẽ là động từ điều tra, nghiên cứu, viết về cái gì đó chẳng hạn đúng không?
Còn Niyote như mình đợt trước mình có nói, Niyote có khoảng 6 đến 7 nghĩa các bạn nhé. Đúng không ạ? Và trong đây thì nó sẽ liên quan nghĩa là tùy thuộc vào. Nếu Niyote không thì tùy thuộc vào thì đằng sau nó sẽ là những cái cụm từ như là gì nhỉ? Yếu tố kawarimasu. Đấy, tùy vào trường hợp mà nó sẽ thay đổi, sẽ khác đi này. Kawaru này, đúng không? Yếu tố samajama này, đúng không? Nó sẽ có nhiều hình thức này. Wakareru này, đúng không? Sẽ chia tách ra, đúng không? Rồi thì chigau này, đúng không? Sẽ khác nhau này, đúng không ạ? Đó, chigau là chỗ. Đó, nếu mà chỉ có Niyote tùy thuộc vào đằng sau nó sẽ có những từ như này. Nhưng khi có quán nó nói ra một trường hợp cụ thể trong số đó. Đây, ví dụ trong câu này, đúng không? Tùy thuộc vào kết quả của khám kết quả mà có những người sẽ phải tái khám, đúng không? Khám lại ạ. Đấy, có người thì tái khám, có người thì không, đúng không? Đấy, nó dẫn ra một trường hợp cụ thể đây là có người sẽ phải tái khám lại lần nữa nhá. Thì đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1, được chưa ạ? Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Câu 44 đáp án 1 chính xác. Câu 45 nào. Ganbatte kotoshi wa nani nani Ena-san no shiken ni gokushitai shitai. Đúng không? Đó. Không phải kỳ tháng 7 nữa, đúng không? Mà có thể sang tháng 12. Mà tháng 12 thì không phải N sang nữa mà N ni, that's not, đúng không? Trong năm nay phải đỗ được N2. Đấy, mình đang nói với các bạn mà đang xem livestream đây, chắc là đang chương trình N3 nhá. Đúng không? Đang học N3 thì đến tháng 12. Tháng 7 thì đã bị hủy rồi, không thi nữa. Nhưng tháng 12 năm nay thì phải được N2 nhá, đúng không ạ? Còn dừng lại học thì đương nhiên dừng lại không học, học từ từ thì đương nhiên là tháng 12 mới bắt đầu thi N3 thôi. Mà khoảng cách N3, N2 là khác nhau rồi. Đó, các công ty mà trợ cấp tiền cho năng lực tiếng Nhật là khác nhau rồi. Mức 500, 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu đấy thêm vào là khác nhau rồi, đúng không ạ? Câu 45 các bạn chọn gì đây? Chính xác để nói về quyết tâm. Chính là năm nay đây, đúng không? Chính xác, cô sổ để chéo. Và rất hay đi với kara cô sổ các bạn nhé. Chính là vì yêu nên anh mới mắng đấy, đúng không ạ? Còn say, say để có hai nghĩa, đúng không? Đó, bét nhất là ngay cả cái này vào trong nghĩa gì nhỉ? Chỉ cần có anh, đúng không? Là em không cần gì khác nữa, đúng không? Đó, kimi say ide ba, đúng không? Kiri, đúng không? Kiri là chỉ cái gì đó, đặc kệ là chỉ nhá. Câu 46 nào. Michi o aruite iru toki tabako wa nani nani beki dewa nai. Mẫu beki da thì nghĩa là nên làm gì đó. Còn beki dewa nai thì đương nhiên là không nên làm cái gì đó. Toang. Câu 46 rồi các bạn ơi, câu 4 á. Đúng rồi, câu 45 là 4. Câu 46 mọi người chọn 1 đúng không? Ok, nó là cách kết hợp đi với beki thôi, nó sẽ là suru beki, sự beki được các bạn nhé. Và nó nói chung là thể từ điển đúng không? Về được beki. Ok, đáp án 1 rất là đơn giản rồi, đúng không ạ? Cái này là cách chia thôi. Đó, không có cái nào đi được beki nhá. Chigi, cheese itara sugu ni nanka okushon desu ne. Hay okushon kaizo ga nanka mitsukatta. Câu 47 đúng không? Chúng ta có những mẫu gì đây nhỉ? So desu ne, fu ni toka desu ne, cheese đúng không? Mà đi theo cái bản đồ này là chúng ta sẽ tìm thấy được đúng không? Cái hội trường bản đồ giá ngay thôi. Cái mẫu có rất là dễ, tori ni, đúng không? Tori ni, fu là phong cách, phe theo cái phong cách gì đấy, chẳng liên quan nhỉ? Sue tức là sau một hồi gì đấy đúng không? Rồi ue đế đúng không? Dựa trên không đúng rồi nhá. Nói chung cái này rất là dễ thôi. Mẫu câu của N4 đấy ạ. No tori ni đúng không? Cứ đi theo bản đồ. Lắp ghép theo là gì nhỉ? Và sách hướng dẫn đúng không? Có nhớ những cái đấy không ạ? Đó, đi theo gì mũi tên đó chẳng hạn. Chi dự no tori ni. Được chưa? Chigi eto 48番 kibishi sa bucho wa eto shinryu sai ni nankai mo hokoku sho nani nani. À đấy, trong đề thi GLVT N3 thì chắc chắn các bạn sẽ có một câu liên quan đến kính ngữ, khiêm nhường ngữ hoặc là bị động và sai khiến. Là nên chắc chắn phải học được một cái này nhá. Đâu rồi, câu 471 dễ quá rồi nhá. Câu 48 có bạn Kim Chi rất là nhanh này, chọn phương án số 3 đúng không ạ? Ừ. Có cái gì đây? Có ông trưởng phòng vô cùng khó tính nhỉ, đúng không ạ? Đó, đây có chọn từ ní này. Nâng cay mỗ bao nhiêu lần đi đúng không? Hô cơ cửa sổ cái báo cáo đúng không? Ok, viết đi viết lại chúng ta có cụm từ kaki naoshimasu đấy nhé. Rất nhiều những cái cụm từ mà đi với naoshimasu thì nghĩa là làm lại cái gì đó. Ví dụ đây là yomi đấy nhé. Ấy tố naoshimasu, naosu này đúng không? Đó, đọc lại này. Rồi thì xem lại chẳng hạn mi naosu nhé. Đó, một vài động từ mà đi qua với kaki naoshimasu thì nghĩa là làm lại cái điều gì đấy. Và đây là kaki naoshimasu nhé. Vậy chia như thế nào? Ông trưởng phòng này đúng không? Đó, đã bắt các nhân viên mới đúng không? Viết báo cáo rất là nhiều. Đúng không? Vậy bắt thì là thể nào nhỉ? Bắt hoặc cho phép thì nó sẽ là thể sai khiến đúng không? Đó, vậy câu 48 các bạn chọn 3, các bạn chọn 4. Ok, thì mình sẽ loại đi nhá.
Ok, Morata, rồi ôi, viết báo cáo, viết đi lại chả thích tí nào nên không thể là Morata được. Anh ấy mà sửa cho mình ý, đúng không? Nhiều lần thì ok, nào xem Morata được. Nhưng vấn đề chỗ này không đúng nhá, vì là sửa cho mình thì phải xà chỗ, bừ chỗ ní cơ. Đó, được các nhân viên mới được ông ấy sửa cho cơ. À, nhưng đây là chủ ngữ của mình là ông trưởng phòng này, nên không phải ông trưởng phòng ông nhận được. Đó, vậy câu này khác với nhau đâu, đúng không? VT Morata thì CT, năng cả Itadai đều dùng được, đúng không ạ? Đó, nó chỉ là khác về cái cấp bậc thôi, đúng không? Đó, nhưng câu này không đúng nhá, không phải ông này nhận được đâu. Đúng không? Là nó sai về cái này, một hai loại. À, Sashidare đấy, đúng không? Đây là thể bị động sai khiến các bạn nhé. Ai sai khiến đây, bị động đây. Nhưng chủ ngữ của mình là ông Bù Châu, đúng không? Ai sẽ là người viết đi viết lại? Thì phải là nhân viên mới, đúng không ạ? Chứ không phải là cái ông Bù Châu này ông viết đi viết lại đâu. Mà ông ấy bắt những nhân viên mới này viết đi viết lại, đúng không? Nên chỉ là sai khiến thôi, chứ không phải bị động sai khiến. Bị động sai khiến là bị bắt viết được. Thế nhưng mà vấn đề nó phải là những cái nhân viên mới này bị bắt. Còn đây là những nhân viên mới đi trợ từ ní mà, đúng không ạ? Đấy, luôn luôn trong câu mà có sự cho nhận hoặc là liên quan đến bị động sai khiến, các bạn xác định cho mình là ai là người làm hành động nhé, đúng không ạ? Câu 483 đúng rồi. À, chúng ta sang với phần số sau nào các bạn. 3421, 3421, ở đây nhiều 1423. Ồ đấy. Bạn Kim Chi này 1423, 1 đi với 4 à. 1 đi 4 xong đi với 2. Xong đi với 3. Ike tố shinai không đấy bạn nhá, nhìn thấy Chi ơi, Chi sằng ơi, bạn đang để 3 ở cuối đúng không? Iko tố shinai, không có cái nào là Ike tố shinai các bạn nhá. Shinai đúng không? Về mẫu câu veyo tố shinai, các bạn biết mẫu câu đấy không ạ? Vì nhớ cho mình này, phần số sau vẫn nằm trong phần ngữ pháp. Thế nên ngoài cái việc các bạn xác định là các thành phần nó đi với nhau như nào, tính từ bổ nghĩa động từ ra sao, đi với danh từ thế nào, thì các bạn cũng phải xác định được cái câu này nó dùng mẫu câu nào, bởi vì nó ngữ pháp mà, đúng không? Chúng ta có động từ đó là mẫu câu là veyo tố shinai. Đó, quyết không làm, nhất định là không thèm làm cái đấy. Kiko toshinai, chả chịu nghe ai nói cả. Ayamado toshinai, không chịu xin lỗi, đúng không? Phê phán, chỉ trích đứa nào đấy các bạn nhá. Đúng không ạ? Đấy, nên là phải veyo toshinai cơ. Nên là không có cái dạng nào bạn nào mà để cho vị trí số 3 về trước. Nhưng vừa rồi mình có nói bạn là bạn gì nhỉ? Bạn Chi, đúng không? Thì không đúng Chi nhá. Ides có 3421 đấy, ok chính xác các bạn nhé. Đấy, vậy chúng ta sẽ để một ở đây đúng không ạ? Đó, ipomo là cả ugoko tomoshinai, để ra nó nhất định sẽ không bước một bước, không di chuyển là một bước. Vậy cho đến khi mà bị nói gì đó đúng không? Đây đằng sau này to iwaremasu, hoặc những cái động từ có to desu imasu đằng sau ấy đúng không, thì đằng trước phải là futsuke. Một cái futsuke duy nhất đây đó là cái nào? Là ike đúng không? Đấy, một cách nói thể mệnh lệnh, nó cũng là cái thể ngắn các bạn nhé, đúng không? Vậy ba ta đi với 4 đúng không ạ? Đó, một ra cuối rồi, ba đi bốn rồi, vậy chúng ta chỉ còn là ma đế xếp ở đâu thôi, đúng không? Vậy ma đế mà tự nhiên đi ní sao lại ma đế hóa có được không? Không thì ok, mình để 3 4, cái cụm 3 4 lên đây, vậy hài hết chỗ đứng rồi, chắc đứng ở đây nhỉ. Bây giờ mới kiểm tra lại này. Modoken wa desu kainushi ni ike to iwareru made wa, được mà cho đến khi là bị nói, được nói rằng là đi thôi, đúng không? Thì đó, nó sẽ không di chuyển dù là một bước các bạn nhá. Cái con mà Modoken này là con chó dẫn đường cho người bị khiếm khiếm thị ấy, đúng không? Đấy, kiểu thế. Ok, đó là câu 49. Ok, câu 50 các bạn đang là 4213, 4312. Rồi ôi, rất là nhiều câu này, chúng ta xem là cái nào nhá. 4213. Bạn Tường Anh là 4312, 43 đâu này ạ? Đi cái này 4 xong đi với 3, xong đi với 1, xong đi với 2. Ờ đúng rồi, chúng ta xem nào, để xét 4213, rất nhiều bạn chọn 4213. Nhưng các bạn là chọn 4 đâu rồi? Mình vừa thấy 4312 mà. 4312. Ờ đúng rồi đấy. Hai động từ đi với nhau, một cái đi với gá, đằng sau là động từ này. Một cái cũng đi với gá nữa trong từ này. Vấn đề nó ghép với nhau như thế nào? Đúng không ạ? Chúng ta có này, so desu na ima demo, ngay cả bây giờ, nó làm sao các bạn nhỏ? Eto năng có, eto fufu betse, fufu betse như kiểu là những kiểu vợ chồng mà cưới nhau về, nhưng mà vợ thì mình thường sẽ đổi theo tên họ của chồng đúng không? Đấy, nhưng mà betse tức là họ khác nhau luôn ấy, đúng không? Đấy, tức là cái, thì việc cái việc mà ở cái xã hội như thế, đúng không? Cái xã hội như nào? Đó, được công nhận đúng không? Cái này được công nhận, nhưng cái này đến các bạn nhé. Đây là 4, chúng ta sẽ đi với gì nhỉ các bạn nhỉ? 4 sẽ đi với 2. Đó, cái này được công nhận đúng không? Cái việc mà chế độ là vợ chồng được tách biệt họ với nhau ấy cũng được công nhận đúng rồi ta. Ok, chính xác, vậy 4 đi với 2 nhá. Vậy và cái thời kỳ này làm sao đã 4 đi với 2, đương nhiên là 1 phải đi với 3, đúng không? Ok, 4 2 đi với 1 3. Bây giờ chúng ta ghép vào thôi. Vấn đề là cái nào đi với trước đúng không? 1 3 đi 4 2, 4 2 đi với 1 3 thôi. Cái này thời đại này sẽ đến đúng không? Ok, chắc là sẽ đến, có khi là nó sẽ đến thôi. Ở Nhật Bản, ngay cả Nhật Bản, cái chế độ phân quy ra là
họ vợ chồng và họ riêng biệt ấy, đúng không? Đều có thể được công nhận là như thế. Ok, vậy chúng ta sẽ để là 42 và đi với 13 các bạn nhé. Nihon de mo desu ne, fufu besse ga motomerareru jidai ga kuru kamoshirenai desu ne, đúng không? Đó, mitomeru các bạn nhá, là chữ nhận đấy đúng không? Cho từ kakunin xác nhận đấy đúng không? Thì đây là được công nhận. Chính xác. Câu 51 nào. Nanika nani yameta hoga ii desu yo. Yameta hoga ii desu yo. Nên bỏ ngay cái gì đấy đi. Câu 51 đang là 3421. Nào chúng ta xem nào. Ok, câu 51 43421 3214. Bạn Quang Nguyễn đang để là 3214 đúng không? 3 đi với 2. 3 đi với 2. I naka i kakete yameru 3214. 4 tức là tôi chưa ma đế à, đúng không? Đấy tức là nên từ bỏ giữa chừng rồi, đúng không? Đấy tức là đây tôi chưa ma đế nên từ bỏ giữa chừng này em. Có hợp lý không? Đấy, nếu mà bạn để cho là 3, bạn đi 3, 2, 1, 4 như vừa rồi bạn nào nói, đúng không? Dame desu, mà nên phải là gì các bạn nhỏ? Đó, đang định cả, đang định nói cho đấy, đúng không? Ok, 3 mình để vào đây, đúng không? Sau đó thì dừng lại, không nói nữa, đúng không? Đó, to chiu mà đấy, đúng không? Đó, so desu ne. Và yame được này thì phải bổ nghĩa cho một danh từ các bạn ạ. Desu ne, và danh từ đây chính là no á. Cái việc đấy, đúng không? So desu ne, vậy nó sẽ là yếu 3, 4, và sau đó đi với 2 và đi với 1. Đúng không? Cái việc mà bạn đang đúng không? So that's like nói gì đó, đúng không? Sợ dừng lại đến giữa chừng thì dừng lại ấy, đúng không? Bạn nên bỏ ngay cái kiểu đó đi. Hai từ già mê được làm các bạn cảm thấy hơi bối rối, đúng không ạ? Thì đáp án chính xác sẽ là 3421. Đúng không? Ikake, kake mat, mẫu câu kake mat các bạn nhé, là dừng giữa rõ ràng giữa chừng, ví dụ như là đang ăn dầu ấy, tabe kake. Đang đọc dở yomi kake, that's not, đúng không? Đó sẽ là kake mat các bạn nhé, đang dở ràng cái gì đấy. Đúng rồi, 3421 các bạn nhá. Chuẩn luôn. Câu 52 nào, sekkaku đúng không? Nani nani koto ni natte shimatta. Sekkaku đã cất công làm cái gì đó nhá. Ok, chúng ta xem nào. No ni desu ne, rồi thì takai de. À đây, cái koto này các bạn này có ve lượng và ve nai koto đúng không? Thì đây có ve lượng nào không? Có, hai nó sẽ vào đây nhá. Gakko yasumu. Rồi tiếp theo đúng không, chúng ta có gì nhỏ? Yoyaku desu ne, yoshiu sumimasen, yoshiu shita. Như thế nào nhỉ? No ni thì phải đi với futsuke đúng không? Đúng không? Mặc dù thế này, mặc dù thế kia đúng không? Mà cái futsuke của hai futsuke ở đây là 2 với 3. Nhưng 2 nó ra đằng này mất rồi, vậy 3 mình sẽ đi với 1 các bạn nhá. Nhìn thấy chưa ạ? 3 đi với 1. Mà 2 ở cuối rồi, vậy 4 ra đằng trước hay 4 ra đằng sau thôi, đúng không? Vậy nó sẽ là cái nào hợp lý hơn? Ok, chính xác, 3-1 lên đây và chắc 4 vào đây xem hợp lý không nào. Sekkaku yoshiu shita no ni takai netsu de gakko yasumu koto ni natte shimatta. Trời ơi, đã chuẩn bị bài trước hết cả rồi, thế mà chỉ vì sốt cao đúng không? Thế là tôi đành phải nghỉ học đúng không? Đấy, cái việc này dẫn đến như thế đúng không? Vậy đáp án chính xác sẽ là 3-1-4-2. Chính xác, 3-1-4-2 đúng rồi. Ok, có bạn comment nhanh quá nên là mình lại nhìn 5-3-5-2 loạn hết cả lên. Nhìn đáp án tôi cũng loạn rồi. Okina taifu ga nani nani nihon ni chikasuku shimbai ga aru. Lo lắng, có sự lo lắng là cơn bão để nó tiến đến Nhật đúng không? À đây, câu này cực hay luôn đúng không? Mình vừa nhắc mốc kara ni kakete xong đúng không? Đó, hai mốc thời gian, hai mốc địa điểm đó nhưng chỉ mang chất tương đối. Vì nếu chính xác mình đã dùng sang kara mà đấy. Nên câu 53 cực kỳ dễ nhá, đúng không ạ? 53 sẽ là gì đây? Ok, chúng ta xác định hai cái thời điểm nhá, đúng không? Ashita là ngày mai, cô nhận là đêm nay, với cái nào trước đúng không? Cái nào trước thì đi với kara, cái nào sau đi với kakete đúng không? Đúng rồi, nó phải là 4-1-3-2, cái tối nay trước rồi đến ngày mai chứ đúng không? Ok, 4 sẽ đi với kara, xong cái thời gian còn lại đúng không là 3 sẽ đi với ni kakete đúng không? Đấy, nhớ nhá, cô nhận là đêm nay, ashita là ngày mai đúng không ạ? Đúng rồi đấy, nhìn nhầm câu rất dễ nhưng cũng lại nhầm đúng không ạ? Dame desu yo. Tiếp theo mình sang phần đục lỗ nào. Vì là nó mình đang livestream ở cái phần file PDF, PDF luôn, thế nên là các phương án mình chuyển ra các bạn hơi khó nhìn, thì tôi mình sẽ xin viết vào đây luôn để các bạn dễ hình dung nhá. Đây ạ. Câu 54 chúng ta có yokatashi này, đúng không ạ? Đó gì đấy nhỉ? I no ni. I kana. Và yoku te mo. Đó, bốn phương án ở câu số 54. Các bạn xem nó là cái nào nào.
ni ka ke te. Mẫu câu kara ni ka ke te bạn nhắc về hỏi cái cụm từ đó đúng không ạ? Hay tô kara ni ka ke te là hai cái phạm vi hoặc hai cái địa điểm, hai cái thời gian đúng không? Từ đâu đến đâu nó chỉ mang chất tương đối thôi. Đó như kiểu là đêm nay đến sáng ngày mai, đêm nay là mấy giờ, sáng ngày mai là mấy giờ, nó không rõ ràng các bạn nhé. Còn nếu là từ 6 giờ tối nay cho đến 5 giờ sáng mai chẳng hạn, nó cụ thể thì mình sẽ dùng kara ma de nhá. Câu số 54 nhá. Còn chúng ta có yokatta shi i no ni i kana yoku demo. Khi làm cái này thì hầu như chỉ cần để ý xem là cái phần đấy câu 54 nó nằm trong phần nào, đúng không ạ? Đây. Tôi câu này nhá. Aru fuyu no hi no koto de aru. Đấy là một câu chuyện về sáng mùa đông nọ. Totemo samui no de. Được rồi, rất là lạnh, thế nên onegai nagara. Tôi vừa mong rằng là đúng không? Đó, ôi giá như tuyết nó rơi thì tốt biết mấy nhỉ. Itsumo yori hayaku in nemuri ni tsuita. Tôi đã có thể ngủ thêm tí nữa đúng không? Đấy, ngủ muộn à, ngủ so desu ne, ngủ sớm à, so với mọi ngày à. Ok. Bằng với kara ma de đúng không? Như kara ma de là một khoảng cách rõ ràng cụ thể, cụ chi tiết hơn đúng không? Nó cụ thể hơn. Đúng rồi, từ nát từ mùa hè sang mùa thu. Mùa hè là tháng mấy? Mùa hè là lúc nào, ngày bao nhiêu của mùa hè đến sang mùa thu đúng không? Nó không rõ ràng nhá. Từ miền Bắc đến miền Trung, miền Bắc là có bao nhiêu tỉnh cơ mà đúng không? Đấy, đến miền Trung cả kéo dài cả suốt Việt Nam cơ mà. Vậy miền Bắc là từ tỉnh nào nó không rõ ràng thì mình sẽ dùng với kara ni kakete nhá. Câu 54 rồi, ôi có bạn chọn 1, có bạn chọn 2, có bạn chọn 3 đúng không ạ? Và đáp án của chúng ta nó là cái nào đây ta? Đúng không? So desu ne, đáp án nó sẽ là i no ni. Đang nói về ước gì đúng không ạ? Đó, do các tạ là kiểu hối hận về những sự việc đã xảy ra mà nó trên thực tế nó không phải như vậy. Giá như anh hôm ngày hôm đấy anh không nói điều đấy với em chẳng hạn đúng không, mà cuối cùng nói xử mất rồi, chia tay rồi đúng không, là giá như anh chưa từng nói đấy sẽ là giá như các bạn nhé, thì mới đi với yokatta. Để xem mà đây yokatta chi không đúng đâu. Và inoni đúng không, sự việc sẽ xảy ra nhưng mình mong là nếu mà mưa thì tốt. Đó, nói về sự việc là trong tương lai đúng không, nếu nó xảy ra thì tốt biết mấy đúng không. Đó, mình chỉ đang ước gì đúng không, đấy nó sẽ là inoni. Ikana không đúng các bạn nhé, yokutemo đương nhiên chả liên quan rồi. Đã chưa? Đáp án chính xác sẽ đáp án inoni, còn nó là 2 nhá, cho nên là 2. Ok chưa? Đó. Câu 55 mình xin phép nhá, có chọn từ đế là 1 này, gá là 2 này, quá này và gì nhỉ? Mố. Đúng không? Mình hết chỗ ghi thì mình xin lỗi, mình đành phải xóa cái phần kia đi nhá. Ừ. Câu 55 ạ, đây nè. Asa yok nan ka yoku asa. Đúng không? Chữ này là kiểu như là sáng hôm sau, đúng không ạ? Ii desu ne. Meyamashi doke no oto. Desu ne, nani nani me ga sameta. Đó. Nào. Ba nhiều thế, đúng rồi, ba nhiều như ikana đúng không? Đấy. Kana thì như kiểu là đang tự nói với mình ấy, đúng không? Thế nhưng mà trong mẫu câu này đấy là mẫu đi với ba. Đấy, vấn đề nó chỗ này là đi với ba này, thấy chưa? Giá như, nếu như gì nhỉ? Ước gì thì tốt biết mấy, đúng không? Inoni các bạn nhá. Ừ. Vì thực ra không phải mà, đúng không? Câu 55 nào, các bạn đi chọn từ gì nhỉ? Vấn đề đi với chợ từ gì, đúng không? Ok, có rất nhiều bạn chọn một và chính xác. Đế đây mang nghĩa là gì nhỉ? Vì, nói về nguyên nhân nhá. Tại vì tiếng của đồng hồ báo thức, thế là tôi đã tỉnh giấc, đúng không? Đó, chính xác. Vậy đây nó đi với chợ từ đế. Câu 56, mình xin phép ghi ở đây nhá. Chắc là đủ chỗ, đúng không? Câu 56 có các câu như sau. Eteki sase dự ni. Ki sase dự ni này. Gì ấy nhỉ? Eteki da re dự ni. Rồi tiếp theo ki se dự ni và ki desu ne dự ni. Đó, ấy bốn phương án các bạn nhá. Ai comment xin lỗi các bạn là mình sẽ phải ghi vào đây cho các bạn dễ hình dung nhá. Câu số 56 ở đây. Đó, xem nào. Dạ, minasan đến câu số 56 nào. Này, chúng ta không cần đọc cái phần kia nhá. Mà cùng lắm đọc câu trên. Ame ayuki da. Yuki ga tsumotteru to omowasu sakende shimatta. Trời ơi, đúng không? Tôi vô tình mà hét âm mỹ lên. Ô, tuyết rơi rồi, đúng không? Chất đống đây rồi. Sugi ni koto mo desu ne nan ka balconi ni daeta. Đấy, xét balcony là ở giải thích với này nó là như cái ban công ấy, đúng không? Ra ngoài ban công mà cả cái áo khoác đúng không? Ngay lập tức ra luôn mà cả áo khoác cũng có mặc không? Không mặc. Ok, tất cả đều đi với dự đều là không rồi, nhưng vấn đề là cái động từ nào thôi. Các bạn có nhìn được không ạ? Câu 56 các bạn chọn gì đây? Đúng rồi, chỉ đơn giản là tôi không mặc thôi các bạn nhá. Chính xác thì đáp án chỗ này nó sẽ là ki dự ni. Xin lỗi các bạn hơi khó nhìn, khắc phục vậy nhá. Đúng không? Đó, kisase là bắt ai đấy mặc này, kida đây là bị mặc này, đúng không? Kise dự là mặc cho ai đấy này, không liên quan các bạn nhá, mà chỉ là đơn giản ki dự ni. Kinakute đúng không? Ki này đấy, không mặc mà đi ra ngoài. Đó, dự ni bằng với này đấy các bạn nhá. Đấy, nếu bạn nào chưa biết mình ghi vào đây. Dự ni bằng với eto bên này đấy. À, này
về này đấy. Đó, không làm cái này đúng không? Đi trong trạng thái ví dụ ra ngoài mà không tiệm mặt, đi đến trường mà không ăn sáng đúng không? Asa go hàng ngốt ta bên này đấy. Ta bê sự ní để sáng gặp cô ní cự. Đi để sáng. Rồi câu 57. Đi vào đâu ta? Anh đang bảy nghỉ đây đi nhá. Ok. Câu 7 chúng ta có các dấu ní dấu tê. Là sáng. Rồi ta ní mư kê tê. Cái dấu ní tốt tê. Ní tốt tê. Và cái dấu ní truy tê. Đó, đấy các mẫu câu của mình, đấy, các câu liên quan câu 57 nhá. Con chữ khó nhìn một tí nha, hơi khó nhìn một tí nhỉ, comment. Đó, câu 57 đây ạ. Ok, bây giờ để nhìn được rồi đấy, đúng không? Đó, ni yo te, có 7 nghĩa, đúng không? Đấy, tùy thuộc vào này, xong thì dựa trên này, thông qua này, đúng không? Đó, dựa trên căn cứ cơ sở này. Ni yo te là gì nhỉ? À, vì thế này, đúng không? Ok, mukake, đúng không? Muka là kiểu hướng về cái gì đó. Ní tốt đây là trình bày quan điểm gì đấy đúng không? Còn ní chưa đây là vậy. Thì trong trường này là gì đấy? Nhưng ní kite hashimete no jiuki ge shiki wa đúng không? Cái phong cảnh tuyết như này là lần đầu tiên kể từ sau khi tôi đến Nhật thì đối với tôi đúng không? Tôi cảm thấy vô cùng cảm động đưa ra cái quan điểm của mình nên nó sẽ là eto ní tốt te để hiểu đúng không ạ? Đó, câu này trong 57 mình sẽ dùng ní tốt te các bạn nhé. À, câu 58 còn câu cuối cùng nữa nào. Chúng ta có cái đáp án như sau. Omoi nagara, đúng không? Omoi nagara, đúng không? Omou no wa, desu ne. Omou to, desu ne. Và tiếp theo là omotemo, đúng rồi, chính xác đây. Đó, bây giờ đến câu 58 này, đấy, suy nghĩ cái gì đấy vân vân vân, kệ đi, đúng không? Đấy, không cần đọc quá nhiều đâu các bạn nhá, đúng không? Và chúng ta chỉ cần trong cái ngữ pháp liên quan đến câu mà chúng ta cần đục lỗ, cần điền vào thôi. Konna koto, những điều như thế, suy nghĩ nhé, đều dùng từ omoimasu rồi đúng không? Thì mình hiểu là suy nghĩ thế, xong đằng sau là gì đấy? Tanoshimi ni shite ta, mình đang háo hức đúng không? Về cái việc là mình sẽ nhận được cái bức thư hồi âm từ bố mẹ và từ người bạn mình. Đó, vậy nó sẽ là cái nào nhỉ các bạn nhỏ? Câu 58 nào? Onegaishimasu, 58 có bạn 1, có bạn 4. Dù nghĩ như thế, đang háo hức, đang rất là nhiều chuyện, có phải dù không? Ồ mô tố à, ồ mô tố thì là như kiểu là gì đấy nhỏ, mô tố là gì nha, cứ thế đúng không, đấy cứ khi nghĩ thế là nó sẽ tự nhiên ra một cái gì đó đúng không, và nó phát sinh ra một điều gì cơ, còn đây là cái điều mà tanoshimi ni shite, tạo tôi đang háo hức cái gì thì không thể nào mà dùng tố được, tố là cái cực kỳ mà các bạn không nên chọn nhé, đã có tố đằng sau là tất cả những cái ý chí hay là một cái gì đấy hành động đó là chúng ta vứt hết đi rồi, vì có tự nhiên là như thế mà đúng không, đấy. Đúng rồi, lúc này đơn giản nhất là nagara, mẫu câu sơ cấp đúng không ạ? Đó, nagara vừa làm cái này vừa làm cái kia. No quá cũng không đúng đâu, no quá thì cái việc này là em nhìn cho sensei nhé, nếu mà vê được no quá đúng không? Đấy, cái no này thay thế cho danh từ đằng sau chắc chắn phải là một danh từ nào đấy nhá, đằng sau phải là danh từ. Cái việc như này là cái việc này này. Đúng không? Ví dụ cái người mà tôi đã, cái người mà ai đó, cái người mà mua tôi cái này chẳng hạn, là mẹ tôi chẳng hạn. Đúng không? Đấy, ví dụ như là Koreo Katta no wa Hito desu. Cái người mà mua cái này là mẹ tôi. Đúng không? Đấy, hoặc là cái thời điểm gì đấy đằng sau là Toki. Cái lý do đấy đằng sau là Kara. Đấy, no wa đằng sau phải là một danh từ các bạn nhé. Đáp án chính là Nagara đây này, đúng không? Tôi vừa nghĩ điều như thế và vừa đang háo hức chờ đợi cái bức thư phản hồi từ người bạn và những bố mẹ của mình. Đúng không ạ? Câu cuối có cụm từ là tanoshimi ni shite ta. Tanoshimi ni shite ta là việc háo hức mong chờ cái gì đó các bạn nhé. Rồi đó nên chính xác đáp án sẽ là đáp án nagara các bạn nhé. Còn omotemo dù là nghĩ như thế, thế mà phía trên phải là ôi dù là nghĩ là ôi chẳng thích tí nào các thứ nhưng mà vẫn mong chờ không các bạn nhé, đúng không? Cái này thì phải bỏ omote đi rồi, omotemo dame desu. Nhìn thấy chưa ạ? Đúng rồi đấy, trong lúc mà vẫn đang nghĩ về những cái việc như thế. Trời ơi, đây mình dịch qua đoạn này trên một chút nhá. Đúng không ạ? Ở trên là nhìn thấy tuyết là cảm động gì đấy đúng không? Đó. Rồi sau khi nhìn thấy tuyết trắng đúng không? Đó tâm trạng tôi lắng xuống, đúng không? Có tụm từ ochizuku các bạn nhá. Đấy kiểu như bình tĩnh mình dịch là lắng xuống để nghe cho nó mượt mà tí nhỉ. Đúng không ạ? Ấy, sunsu desu ne, có nghĩa là kiểu thuần túy đúng không? À, cái màu sắc màu trắng thuần túy như thế này đúng không? Đó, những cái sinh vật tự nhiên vì là một điều rất là tự nhiên đúng không? Ai shizeno seppetsu dakara. Đúng không? Thì cái cảm giác này tôi đã chẳng phải là mình đã quen với cảm giác này rồi hay sao? Đúng không? Và sau đó tôi đúng không đã rất thích một cái vô cùng yêu thích thiên nhiên. Vì là thiên nhiên đúng không? So desu ne, megumi, megumi chữ này chữ huệ các bạn nhé.
đúng không? Đó, cái việc mà được ban cho đúng không? Đó, được nhận được từ thiên nhiên như thế này đúng không? Tôi cảm thấy tôi đang suy nghĩ rằng tôi vô cùng biết ơn nó. Arigatai. Rồi, minasan mite kurete dou mo arigatou gozaimashita. Yamashita.